Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn tự hào với lịch sử xây dựng, phát triển và trưởng thành, đã tạo nên những truyền thống tốt đẹp và vẻ vang. Bằng nghị lực, tài năng, sức trẻ và sự sáng tạo của mình, tuổi trẻ Việt Nam đang ngày càng vững bước trên con đường dựng xây đất nước, phấn đấu để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn là trường học của những người cộng sản trẻ tuổi, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên. Để có được sự trưởng thành vững mạnh như ngày hôm nay, trong suốt chiều dài lịch sử, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng cách mạng của dân tộc, vận động tổ chức và hăng hái tiên phong trên mọi lĩnh vực và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra đời ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngay sau khi thành lập, đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng năm 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, đồng chí Lý Tự Trọng, với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể có con đường nào khác. Dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, Đoàn Thanh niên Cứu Quốc và tuổi trẻ cả nước đã xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vùng lên tiến hành thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ cách mạng, đoàn viên thanh niên là lực lượng hăng hái đi đầu trong phong trào chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, tháng 5 năm 1954, quân và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đã xuất hiện nhiều tấm gương trẻ tuổi kiên cường, dũng cảm như La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Nguyễn Thị Chiên, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện. Họ thật xứng đáng là đại diện cho một lớp đoàn viên thanh niên cộng sản quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Tháng 3 năm 1961, Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 3 đã phát động phong trào xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Tháng 8 năm 1964, Đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc, tuổi trẻ thủ đô đã phát động phong trào Ba Sẵn Sàng, phong trào lan tỏa cả nước. Hàng triệu đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia với tinh thần chưa thắng giặc Mỹ, chưa trở về quê hương. Tháng 2 năm 1965, Đại hội đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam đã phát động phong trào Năm Xung Phong. Từ hai phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân với những chiến công xuất sắc. Nụ cười chiến thắng của chị Võ Thị Thắng trước tòa án Đế quốc Mỹ, câu nói bất hủ của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, còn giặc Mỹ không có hạnh phúc, đã gây xúc động cho nhân dân, tuổi trẻ khắp Nam Châu. Lời hô của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân, nhằm thắng quân thù mà bắn, đã trở thành hiệu lệnh thúc giục quân và dân ta xông lên tiêu diệt quân thù. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nên một đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước thống nhất và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong chiến thắng vĩ đại ấy, có sự góp sức to lớn của đoàn viên thanh niên trên khắp các mặt trận với tinh thần dũng cảm, thông minh, không sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến, quyết thắng. Sau khi đất nước được thống nhất, để góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, hàng triệu lượt đoàn viên thanh niên đã tham gia phong trào Ba Xung Kích Làm Chủ Tập Thể, Thanh niên Xây Dựng và Bảo Vệ Tổ quốc. Hàng chục vạn đoàn viên thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Năm 1993, hai phong trào lớn, Thanh niên Lập Nghiệp và Tuổi Trẻ Giữ Nước được phát động, đông đảo đoàn viên cả nước hưởng ứng sôi nổi và nhiệt tình. Năm 2000, bước vào thế kỷ mới, phong trào thanh niên tình nguyện đã phát triển rộng khắp. Hình ảnh của người thanh niên Việt Nam thời kỳ mới được gắn liền với việc xây dựng cầu nông thôn mới vùng đồng bằng Nam Bộ, xây dựng đảo thanh niên, đường Hồ Chí Minh, xây dựng làng thanh niên lập nghiệp, đã ghi lại dấu ấn đẹp trong nhân dân và sự đồng thuận của xã hội. Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 8 tháng 12 năm 2002 đã phát động phong trào lớn, thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp lời kêu gọi. Tuổi trẻ Việt Nam cùng siết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của đoàn. Hàng triệu thanh niên thi đua học tập, tiến quân vào khoa học công nghệ, lao động, sáng tạo để lập thân, lập nghiệp, xung phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã hưởng ứng tích cực, cụ thể hóa bằng cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác đã thu được những thành quả tích cực. Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 9 diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 12 năm 2007 đã khẳng định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thật sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hai phong trào lớn, năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc và bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai đã phát huy tiềm năng mạnh mẽ của thanh niên, đồng thời tạo môi trường giáo dục rèn luyện cho thanh niên vì sự phát triển của thanh niên, cộng đồng và đất nước, đồng thời góp phần chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên và huy động các nguồn lực xã hội góp phần định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012 tại thủ đô Hà Nội. 999 đại biểu là những cán bộ đoàn ưu tú, đại diện hơn 7 triệu đoàn viên thanh niên ưu tú đã về dự đại hội. Với khẩu hiệu, Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội kêu gọi toàn đoàn và tuổi trẻ cả nước hãy tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh, noi gương người thanh niên Nguyễn Tất Thành, phấn đấu trở thành những thanh niên thời đại mới, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, đoàn kết một lòng dưới ngọn cờ của Đảng Quang Vinh và Bác Hồ vĩ đại, quyết tâm xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đặc biệt, năm 2011 đã được Đảng, Nhà nước chọn là năm thanh niên, là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 2014 được chọn là năm thanh niên tình nguyện để kỷ niệm 50 năm thực hiện phong trào Ba Sẵn Sàng và 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện được phát động trong toàn quốc. Đây là vinh dự lớn lao của tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời cũng là dịp thuận lợi để tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện thế hệ trẻ. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại thủ đô Hà Nội. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, đại hội đã thống nhất biểu quyết thực hiện 11 chỉ tiêu trọng tâm, 7 nhiệm vụ giải pháp cơ bản và 10 đề án trọng điểm, đồng thời triển khai 3 phong trào hành động cách mạng, thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần. Qua đó, đoàn đã tập hợp đông đảo tuổi trẻ tham gia thực hiện các phong trào có ích cho cộng đồng, đồng thời phát huy tối đa các nguồn lực xã hội, góp phần chăm bồi cho thanh thiếu nhi cả nước. 91 năm qua, cùng với trang sử hào hùng của dân tộc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ phấn đấu và hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Với vai trò là người bạn đồng hành của tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn từ thành phố đến cơ sở tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình qua những chương trình, phong trào, hoạt động phù hợp với yêu cầu của thành phố, góp phần chăm bồi cho tuổi trẻ. Tổ chức đoàn đã cùng đoàn viên thanh niên thành phố tạo nên những dấu ấn đẹp như công trình giao thông nông thôn, chương trình Vì Trường Đẹp Cho Em, hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động hỗ trợ và huy động nguồn lực để chia sẻ với bà con miền Trung bị lũ lụt. Đặc biệt, các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, các cấp bộ đoàn đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động như tham gia các điểm kiểm soát khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, chiến dịch Cần Thơ Xanh, triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương. Công tác hỗ trợ tiêm vaccine, đội hình vận hành chương trình ATM Oxy. Bên cạnh đó, thực hiện các mô hình tiêu biểu như mô hình bếp ấm, cung cấp suất ăn cho các tình nguyện viên và lực lượng tuyến đầu tại các chốt kiểm soát dịch, mô hình chuyến xe yêu thương, hành trình kết nối yêu thương, mô hình shipper tình nguyện, huy động và hỗ trợ trang thiết bị vật phẩm cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang thiết bị cho các đồn biên phòng tuyến biên giới, chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản,
chương trình triệu túi an sinh, chương trình giải cứu 65 tấn nông sản hàng hóa. Với những kết quả đạt được, năm 2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ đã được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhìn lại chặng đường 91 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ luôn tự hào là đội dự bị tin cậy, đội xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của tuổi trẻ. Mừng 91 năm truyền thống vẻ vang đoàn ta tiến bước để xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Đó sẽ là niềm tin, là khát vọng trẻ để mỗi đoàn viên thanh niên thấy rõ trách nhiệm trong việc góp sức mình xây dựng quê hương Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long.